Hồng Kông 1991. Tin tức đặc biệt. Chiều nay lúc 4 giờ 30 phút, ở đường dẫn qua khu quan đường, có 5 tiệm vàng bị đánh cướp trong một lúc. Có 4 tên phỉ đồ cầm súng, đồng thời đánh cướp 5 tiệm vàng này ở trên con đường này. Hôm nay trưởng ty cảnh vụ của hội ngộ với thống đốc Công an Trung Quốc. Có một karaoke Diễn Giáp hôm nay bị một bọn cướp cầm súng và đánh cướp. Có 4 tên phỉ đồ bịt mặt, tất cả đều cầm súng ngắn ở trong tay. Ở Diễn Giáp là có một tiệm vàng bị vài tên thổ phỉ ở trong tay có súng ống đánh cướp. Khi bọn cướp này rút chạy gặp cảnh sát đi tuần, đôi bên bắn nhau nhiều phát. Có một người đi đường trúng đạn bị thương nặng, đưa đến nhà thương được xác nhận đã chết rồi. Hôm nay chúng tôi hân hạnh mời được thanh tra tổ điều tra về những án trọng tội. Mời ông ta phát biểu ý kiến về những vụ đánh cướp liên tục xảy ra trong dạo này. Và xin ông ta cho biết có phương pháp gì để khám phá và trừng trị những phỉ đồ theo pháp luật. Có một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Vì để đã kích như vụ đánh cướp nên quyết định không tiếc phải trả bằng một giá nào, cũng quyết bắt cho được một tội phạm bị truy nã là Diệp Hoàng. Bữa nay con Hồng Tâm có trạng thái rất hăng hái, chắc có hy vọng đó, hả? Có phải không? Phải rồi. 600, ok. Mua hàng 2, hàng 3, 2000. Mua số 3, mở công 1/8, có gì sẽ giỏi cậy đó. Đúng rồi, nhờ cái tên này đó. Mua hàng nhất 3000, không thành vấn đề. Đợt đua đề có nhiều con ngựa chạy rất nhanh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tất cả các con ngựa đã chuẩn bị xong xuôi. Đấy, chuẩn bị đi. Xoay số 4 nha. Mau lên đi. Các con ngựa bắt đầu rồi. Còn 2 con ngựa. Nó chạy song song với nhau đó. Ra rồi, ngựa ra rồi. Đi. Con gì lên, Lên. Tính coi thử trúng được bao nhiêu. Anh nói gì? Quê, hồi nãy tôi mua số 2 và số 4 đó, nghe chưa? Đợt này tôi trúng 5000 của số 4 và số 2 đó. Vé của anh đâu? Mắc dịch. Hồi nãy tôi nói với anh được kia mà. Nè, tôi không có nhận vé của anh đâu. Anh không phải nói chơi chứ? Lại thua nữa rồi. Đừng nói chơi nữa, tính coi thử tao trúng bao nhiêu. Đâu có. Quê, bộ định quịch tôi sao? Mua trúng rồi không chịu trả tiền à? Sao cái chỗ này chơi như vậy chứ? Trúng rồi không chịu trả tiền sao? À, tấm vé để trên bàn nữa là không thấy à. Chú hai à, coi nè, trúng số 2 và số 4 đó. Ờ đúng rồi, trúng số 2 số 4 à, trúng thì trả tiền à. Thằng mèo, mày đừng phá đám ở đây nha. Tôi đâu có phá đám chứ, tôi trúng ngựa mà. Tao đã nói với mày rồi, mua vé phải trả tiền mặt. Lần nào mày mua rồi cũng không chịu trả tiền. Nếu tôi thua tất nhiên phải trả tiền cho anh. Bây giờ là anh thua tôi, phải trả tiền cho tôi chứ. Uầy, mày còn thiếu tao 20 ngàn đó. Nhưng mà mày nhờ anh Sáp trả giùm cho mày. Đúng vậy rồi. Nè, vậy đi, mày lấy đỡ 2 ngàn. Tao xui xẻo thiệt. Tôi trúng 5 ngàn đó nha. Vậy mày lấy không? Anh Long lên tiếng, dĩ nhiên là tôi phải lấy chứ. Cảm ơn nhiều. Coi như là hôm nay kiếm được chút đỉnh. Tôi đi nha. Cái này tặng cho anh. Quay. Thằng mèo à, tao nói cho mày biết, thằng Tường cho dây đang kiếm mày khắp nơi đó. Mày phải cẩn thận nha. Chìa khóa này ông chủ. Tất nhiên là thiệt rồi. Buông tôi ra. Mày buông tôi ra. Anh buông tôi mới buông. Buông ra đi. Quay, tôi đếm 3 tiếng, cùng nhau buông ra một lúc. Anh đừng có giỡn chơi nha. 1, 2. Ôi da. Sao lại chơi đột kích tôi vậy chứ anh Sáp? Quê, để tao giới thiệu một huynh đệ cho mày quen biết nha. Vào bển đi. Bạn triều giao của tao anh Bính đó. Anh Bính. Đây là mèo đen Sa Thằng Chim Đông. Quê, kêu tôi thằng mèo được rồi. Mày là Sa Thằng Chim Đông? Có đứa dốc không đó? Được rồi, nếu bây giờ mày lấy chiếc xe chạy một vòng cho thật nhanh về đây, người chủ xe không cần đợi xe, thì tao chịu thua mày 5000. Mày có dám hay không? Dám không? Đi nha. Anh Mèo, lại biểu diễn nữa hả? Có tiền sao không biểu diễn? Ông chủ đã kêu lấy xe ông ra rồi, cảm ơn. Ê, ủa, ý, thấy đã chưa?
Anh Mèo, anh đã đi đâu rồi? Anh Mèo, mau trở về đây đi. Cảm ơn ông chủ. Lấy đi. Wow, quẹo cái cua này thấy đã chưa vậy? Ngon lành quá. Sao được là lớn vậy chứ? Xung phong. Còn la nữa. Wow, đã quá, đã quá. Sao rồi? Còn chưa thấy. Anh Mèo, người chủ trong lấy xe rồi, mau lái về đây đi. Quay đánh cua rồi quẹo vô đi. Nè, hai đứa mình đi ăn chè nha. Anh này kỳ quá. Ê, đừng có đúng điệu mà. Ê, giỏi thiệt. À, chiếc xe của mình kìa. Ê, có lộn không đây? Tại sao cả đám người ngồi trong xe của tôi? Ông chủ xin lỗi nha, các bạn của tôi thấy xe của ông mới quá, ngồi thử chút thôi. Cái gì ngồi thử? Wow, chiếc xe của ông đẹp quá ha. Cô hai có phải là Hoa Khôi không không? Nè, lấy đi. Sao anh kẹo quá vậy, cho thêm một chút nữa đi. Nói anh kẹo kiệt. Nè, cảm ơn. Ê, mà lên xe đi. Wow, Hoa Khôi. Cảm ơn nha. Ê, trả tiền đi. Giỏi thiệt, giỏi thiệt. Bữa nay trong túi không đủ tiền, để tôi đi lấy nha. Đi đi. Mèo à, gặp nhau ở tiệm chè nha. Chạy một vòng đường quá lâu là như vậy, nếu qua biển thì chết chắc. Quên Mèo, thật xứng với là thằng Trung Đông đó. Quá kìa, thôi em nữa kìa. Còn gì phải nói chứ. Thằng Bi đâu, thằng Bi đâu? Bi à. Ai đó, tôi ở trong toilet nè. Ba của mày nè, cho ly đá chanh đi. Được, chờ một chút. Đi cầu xong nhớ rửa tay nha. Hai, là gặp anh nữa ha. Gặp con mẹ mày. Thằng Mèo, nợ của tao tính sao đây? Cho anh biết mẹ của tôi đây. Tiệm chè này là của mẹ tôi đó. Đập nó đi. Đừng có chạy nha, con để ý mẹ mày chạy đi đâu. Ê, đứng lại nha. Đứng lại. Đừng chạy nha. Không nè, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đập nhẹ chân nó. Anh bạn, bình tĩnh chút, có gì từ từ nói nha. Chết đi mày. Chết đi. Bây giờ nói cho tao. Chết đi. Anh Tường, anh Tường. Không tiền của anh mà mảnh như vậy hả mày? Hả? Tránh ra. Tôi hào lâu trong lâu, khẩu đại gái cũng gắn rồi. Đại yến, tôi sa phá thống tử nhau, cho anh thử một thử. Lấy à, có không có yến à? Không ngừng để tôi bắn chết anh liền. Mày đừng làm bậy nhảy sáp. Bộ luật lệ của dòng lớn là thiếu nợ không trả tiền sao? Không phải là không trả, xin quản là 2 tuần thôi. Tiền lời giống như cũ, nó không trả tôi trả cho anh. Nè, là mày nói đó nha. Tôi nói đó. 2 tuần lễ không có tiền trả, tôi sẽ không nể mặt ai đâu. Vậy thì mời anh đi về. Đi về. Buông ra đi. Buông tay ra đi. Thằng khốn nạn, đứng lại như mày, đừng đi. Quỳ à, cái súng của anh đâu? Súng qua đâu? Lần này không có đem theo. Tại sao không mang theo cái súng chứ? Đáng kiếp mày mà. Trong tù đã thề là không có cờ bạc nữa. Ra khỏi tù là cờ bạc. Anh mới là đáng kiếp. Anh nói ra khỏi tù sẽ là hạng lớn. Bây giờ làm gì? Chỉ làm mờ sát tôi. Mày không tin tao à? Cần gì tôi phải tin anh. Ra khỏi tù chỉ làm ăn gì đâu. Lại nói là giới thiệu đại ca với tôi. Anh có đại ca thì không đây. Nói dốc thôi. Hay là để tôi làm đại ca cho rồi. Đại ca Diệp Quang của tao dễ gặp lắm sao? Mày muốn gặp tôi đi. Phải gặp anh lần nào thì cứ nói này nói nọ không à. Tôi nói cái gì chứ hả? Tôi nói 2 tuần sau trả cho mày thì trả cho mày thôi. Trả thì trả đi. Nói gì? Trả tiền cho mày đó, làm gì chứ? Trả đi. Anh trả tiền cho tôi. Tiền gì? Anh nói có tiền gì? Chỉ thuộc cái 5.000 thôi, ở đây có tới 10.000 lận. Miệng của mày hôi lắm, lấy chùi nước miếng đi. Lại rút hạt máy ra nữa hả? Tao cũng hôi thối luôn. Mình đi tắm đi ha. Đi không? Hả? Đi thì đi. Sợ anh sao? Ngồi đó làm gì? Wow. Lén nghe hả? Wow, cái Mèo này. Bữa nay là ngày 23 tháng Giêng. Lúc 3 giờ khuya.
Tôi ở trong nhà của tôi. Bữa nay vẫn làm cái nghề đậu xe cho người ta, rồi cờ bạc. Bây giờ thiếu trùm cho dây 800 ngàn. Hy vọng chính phủ có thể trả tiền giùm cho tôi. Nếu như không trả, sẽ có một ngày nào đó tôi đi ngoài đường sẽ bị người ta giết chết. Mau buông tay ra, nhỏ kia. Nhờ, trả lại cái bóp cho tôi đi. Trả lại à. Đứng lại. Mày mà chạy chậm chút nữa tao đánh gãy giò của mày rồi đó, mắc dịch. À, cô hai à, làm ơn mở cửa giùm tôi đi. Làm ơn. Thì lại cảm ơn anh. Lần này cô may mắn. Cần báo cảnh sát không? Không cần đâu. Chỗ này phức tạp lắm, ban đêm về nhà phải cẩn thận. Có tin tức gì không hả? Không có tin tức gì, nhưng đối phó với thằng Tường trùm cho gia giùm tôi. Sao đây? Gây nhau về số nợ đó hả? Tôi kêu anh đánh nó một trận cho nó biết tay. Tôi làm như vậy không thành vấn đề, nhưng mà anh phải đừng có sai chân lỡ bước. Anh nên nhớ, anh là mật thám, không phải là bọn lưu manh đâu. Ừ, cô em không sao chứ? Anh sao tới đây phá đám tôi gì? Ê. Có trúng coi không? Không, tôi thấy anh ngồi ủ rũ ở đây cho nên mới đùa cợt với anh thôi. Đâu biết anh lại nổi giận như vậy chứ? Đàn ông rất sợ bị gà mổ mà. Cô thiệt là siêng năng, làm việc suốt cả ngày lẫn đêm. Lần trước tôi còn chỉ có cảm ơn anh đã đuổi dùng cái thằng cướp đó cho tôi. Hay là vậy nha, lát nữa tôi để anh ăn gà chiên để mà báo đáp. Tôi đi, tôi dựng cơm xong, để khi khác nha. Vậy cũng được. Tôi đi làm việc nha. Ừ. À, tên của tôi là Lệ, còn anh tên là gì? Tôi tên Mèo. Bye bye. Bye bye. Anh thì sướng rồi, còn tránh ra đi cô gái. Tôi rất hiển nhiên là cô ta cua tôi mà. Đừng có làm phách. Nếu đổi lại tôi là anh thì cậu sẽ cua tôi thôi. Nè. Lãnh lương gì tôi chưa? Lãnh rồi. Đừng quá phung phí. Anh quan tâm tôi như vậy, hay là làm bản báo cáo giùm cho tôi. Đừng có để cho tôi lãng phí như mấy năm nay. Biết rồi. Anh nhớ là phải đeo dính cái thằng sáp đó. Nè, trái cây nè, ăn đi. Cái miệng của anh hôi lắm đó. Nè, cái thứ này bỏ vô nước sao bành trướng gấp 150 lần đâu biết không? Bộ mày tưởng tao điên sao? Đâu có chuyện lạ đời vậy. Điên cái gì thiệt đó, mày coi thử coi. Lại nói dốc cái gì đây? À, anh Mèo. Anh Mèo. Anh Mèo. Tôi mời anh ăn gà chiên, cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi. Anh Mèo không thích ăn gà ngoại quốc đâu, thích ăn gà Thượng Hải thôi. Im miệng. Nếu như anh không có thích ăn thì anh có thể ném bỏ nó. Cho em ăn thịt gà nè, thiệt là già hàm quá đi. Cảm ơn anh Mèo. Anh Mèo à, đi hả anh Mèo? Ờ, à, được. Bye bye. Rồi, bye. Bye. Có tiếp tục gì đây? Đi đâu ăn khuya hả? Mày nói đi. Tôi biết chiều người lắm mà. Ăn đồ Nhật Bổn nha. Là ăn đồ Nhật Bổn nè. Sao mày nói biết chiều người? Ê, sao cũng được, anh đâu phải là người của mình. Lát nữa mình đi câu cá nha. Ok. Đi đâu câu hả? Ngồi thuyền ra khơi câu. Nói thiệt hay chơi đi? Thiệt. Ra khơi câu cá thiệt sao? Thiệt đó. Vậy anh đưa tôi về nhà thay quần áo trước. Cần gì phải thay? Ra khơi lạnh mà.
Không có cá đó, đi về. Cá sắp cắn câu rồi. Sắp, mày lên một mình. Được hả? Đại ca, không chơi thuyền gắn máy, chơi thuyền du lịch hả? Tao chỉ thích chơi những thứ lớn thôi. Đại ca, tao đã kiếm được một người lái xe cho anh rồi. Thằng này rất là lợi hại đó. Nó liên tục lao qua ba con đường, bốn chiếc xe mô tô đều không có kịp nó. Tóm lại bản lãnh của nó cao cường lắm. Tao có biết nó không? Đó. Tao thấy như là mặt tin được không? Anh đừng lo, tôi với nó đã từng ở tù với nhau mà. Vậy mày về trước đi, thông báo cho mày sau. Ok. Mel, về. Hắn là Diệp Quang đấy hả? Sao không có giống hình trên báo gì? Anh là tù bị truy nã số 1, đâu có dễ để cho mày nhận ra được. Hai năm trước, người nào nói cuộc hành trình này có thể bắt được Diệp Quang? Là chúng tôi nói đó. Tuần trước tôi bị tổ tài vụ chiếu tướng nói tại sao tốn nhiều tiền bạc mà không có thành tích lại không ngừng cuộc hành động này. Các anh nói sao? Thưa sếp, tôi... Thưa sếp, tụi mình đã có đồng nghiệp đánh gần mục tiêu rồi. Tôi tin không còn bao lâu nữa. Tôi đã hứa với tổ tài vụ rồi, sẽ ngừng cuộc hành động này. Các anh phải làm một bản báo cáo đưa cho tôi. Đừng để tôi chịu hết trách nhiệm này, ok? Còn vấn đề gì không? Dạ không. Anh à, thông báo các đồng nghiệp ở bãi đậu xe lầu Du Phúc ở Chim Đông, đừng có phạt bậy bạ. Tôi cũng có phần ở đó đó, ok? Yes sir. Tổ trưởng à, vậy là giả trang xe cát rồi. Anh phải làm một bản báo cáo đầy đủ cho tôi. Đừng để tôi chịu hết trách nhiệm, ok? Hả? Yes sir. Đứng lại cảnh sát đi. Lấy thẻ căn cước ra coi. Anh làm cho tôi hết hồn đó. Cần gì phải sợ gì chứ. Coi mọi hôm nay tâm tình của anh rất là khá đó. Sao cô biết được? Ngày thường anh đâu có phải như vậy đâu. Đi ăn cơm. Không được, bây giờ tôi phải đi làm việc. Hay là tối nay anh gọi tôi đi ăn khuya đi. Tôi không biết số điện thoại của cô. Tôi viết cho anh. Là đại máy gọi đó. Anh nhớ gọi cho tôi nha. Tôi có chuyện nói với anh. Anh nói trước đi. Hôm qua tôi họp với tổ trưởng và sở trưởng. Sở trưởng nói là cái vụ này không có tiến triển. Tổ trưởng không chịu ủng hộ tôi. Cấp trên đã ngưng cuộc hành động này rồi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là anh khỏi cần nằm vùng nữa. Anh tiếp tục đi phạt xe, đi tuần hành theo lệ. Tôi bây giờ có cơ hội đến gần Diệp Quang thôi. Tụi mình đang định mà ăn lớn đó mà. Thật trớ trêu. Cuộc hành động mới vừa bị ngưng lại thì ở bên anh có động tĩnh. Bây giờ tính sao? Ngày mai tôi sẽ thương lượng với tổ trưởng. Anh nhớ kỹ, anh chỉ phụ trách đột nhập thôi. Nhớ đừng gây sự nha. Tôi nhất định bắt được Diệp Quang. Đừng có làm ẩu. Hãy chờ lệnh của tôi. Chừng nào anh mới gặp nó nữa? Tạm thời chỉ biết tin tức. Nếu có thì thông báo danh. Ok. Bảo vệ tôi nha. Đừng lo, không làm ẩu công mấy năm nay của anh đâu. Sếp Dương, anh kiếm tôi cấp vậy có chuyện gì? Anh này có tin tức rồi, bây giờ Diệp Quang đã xuất hiện. Chừng nào mới bắt được nó? Bọn nó đang chuẩn bị làm ăn lớn. Anh này chỉ gặp được nó một lần thôi, nhưng mà còn chưa đến gần. Vậy phải kêu anh Mèo cố gắng đeo theo nó. Tôi sẽ viết một bản báo cáo có nội dung giao cho sở trưởng xem.
Nhưng mà sếp Dương à, cuộc hành động năm dùng đã ngừng lại rồi. Nếu như anh này có chuyện gì, Sở Lục Chánh có bảo vệ anh không? Tóm lại ảnh không phải là kẻ phóng quả giết người. Sở Lục Chánh không bảo vệ cho ảnh, còn có tôi bảo vệ cho ảnh mà. Nghĩa là gì hả? Tức là nhất định phải bắt cho được Diệp Hoàng thì tụi mình sẽ được thăng chức tăng lương. Anh đã hiểu rồi chưa? Sắp đây, nói cho chủ máy biết, kêu nó lập tức tới đây. Sao hả? Đi đâu? Có chút chuyện. Tới rồi. Đến rồi. Cái gì đến rồi hả? Đại ca đến rồi. Bây giờ ở đâu? Một lát nữa gặp đại ca. Nhớ là đừng có hỏi nhiều nha. Chiếc xe đâu đây hả? Đi đi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu chứ? Chạy. Chạy làm gì? Tránh mấy con chó kìa. Chó gì đây? Tiểu đội chó sang hoàng gia đó. Tiêu lần này của tụi mình là ở chỗ này. 11 giờ tức là cảnh lực ở chỗ này yếu nhất. Ngoài ra những nhà ở chung quanh mãn ước hết rồi, đại đa số chọn đi nơi khác nên người đi đường không đông lắm. Tụi mình phải đến đó đúng 11 giờ. 11 giờ ngày nào? Nè, đừng có hỏi. Tụi mình chỉ có 2 phút lấy đồ. Phải nhớ, tụi mình phải lấy hột sòn trong tủ sắt cho được. Quỳ, mày phụ trách ngoài cửa. Tôi không phải phụ trách lái xe sao? Đã coi trọng mày đó. Đại ca nói chia cho mày một phần. Còn một chuyện nữa, bắt đầu từ bây giờ không cho đánh điện thoại. Tắt máy khỏi linh. Lấy máy khỏi linh ra đây. Sắp kiểm soát. Mày sợ à? Tôi mắc đái. Mắc đái? Sao lại như vậy? Nghe nói làm ăn lớn là mắc đái à? Không được sao? Mừng ăn lớn không cho mắc đái à? Anh đi mừng đi. Đái cho hết đi. Tóm lại mặc kệ, anh phải tiếp tục điều tra biết không? Sếp không muốn anh nói gì. Đi theo dõi tiếp tục. Phải tích cực mới được chứ. Mạng người quan trọng nhất mà, biết không hả? Sếp, ra đây. Liệu của tôi mà làm gì vậy? Cảm ơn. Xin hỏi 99 trả lời chưa? Ông hỏi gì? Hỏi lý. Xin ông chờ một chút, chủ máy còn chưa trả lời. Xin làm ơn tiếp tục gọi giùm nha. Tới rồi. Coi nè, bà đây nè, tao lại ăn nữa rồi. Lại đi. Thế nào? Thưa sếp, còn chưa có trả lời. 2 ngày không có tin tức. Chắc chắn là tụi nó sắp hành động. Thưa sếp, tôi chịu không nổi đâu. Tôi có thể trở về nhà đi tắm không? Tôi đã 3 ngày không tắm rồi. Bộ không tắm chết sao hả? Mà người quan trọng mà. Ráng chịu cho tới ngày bắt được tụi nó. Dạ, biết rồi sếp. Anh Cường. Cường.
Anh lập tức thông báo cho đội thi hậu biết, nếu không có lệnh tôi thì không được rút về. Biết rồi sếp. Alo. Alo. Mẹ kịp. Có nghe tôi nói không chứ? Tôi là thằng mèo nè. Có nghe tôi nói không? Alo. Uầy, mày làm gì đó? Đợt 243, đợt 649, mua hai đợt nha. Mỗi giấy 20.000. Bấy nhiêu thôi? Uầy, đại ca nói không cho đánh điện thoại đó. Tin nội bộ kỳ sĩ, tôi mua hết vốn đấy. Vậy sao? Tao cũng mua. Đợt 243, đợt 649, vô đánh đi, tôi gác chim cho. Bến đây nghe rõ chưa? Đợt 2 mua 43, đợt 6 mua 49, mỗi tấm vé 10.000. À không không, mua 20.000. Uầy, làm gì đó? Hả? Đâu có gì, tôi đang mua ngựa. Sắp, kỳ đó. Dạ không có gì. Tất cả chuẩn bị, 10 phút nữa lên đường. Thưa sếp, đã có tin tức. Tin gì? Chỉ nói được có một đoạn. Một đoạn gì? Anh nói đợt 234, đợt 649. Chỉ vậy thôi à? Dạ phải. Sếp à, sếp cũng cá ngựa sao? Đợt 243, đợt 649. Đồng La Loan. Thôi, cầm lấy đi. Không có la, vô đi. Ngồi yên, ngồi yên. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Không được la. Yên đi. Đừng la. Ngồi yên nha. Ngồi tự sát ra. Ngồi yên. Ngồi xuống. Ngồi ra. Nhanh lên. Lẹ lên. Thưa sếp, vừa được tin tìm chàng Đường Vĩnh Hưng bị đánh cướp. Đúng là Đồng La Loan. Tiểu Quyền, thông báo cho đội thi hổ ở vùng Đồng La Loan giữ liên lạc chặt chẽ với tôi. Xuất phát. Yes sir. Quyền, ngó cái gì? Ngó ra ngoài đi. Phải tỉnh hồn nữa. Lẹ lên. Quyền làm gì đây? Tẻ đái hả mày? Mật mã bao nhiêu? 6511. Nói mau đi. Mật mã là bao nhiêu? 6511. Cảnh sát tới rồi kìa, chạy mau lên. Tránh ra, tôi bắn chết bây giờ. Cảnh sát tới rồi, chạy. Nè, mèo ơi, mèo, ráng nha mèo. Sao hả? Chạy đi đâu vậy? Mặc kệ tôi. Bình ra, lên 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 nè. Chạy lên lên lên. Phao lên đi, bên. Chạy đi. Đồ tay đi, phao lên đi. Mèo ơi, ráng chịu với mèo. Đại ca, đỡ lên xe, lẹ lên. Mèo ơi, ráng nha mèo. Anh Cường, lập tức liên lạc trung tâm 999. Nếu như có tình hình gì, lập tức cho tôi biết. Nó chảy máu rất nhiều, tính sao đây? Mèo à, không sao chứ? Không sao, tôi còn chịu nổi mà. Gọi tổng đài, tôi phát hiện xe của bọn cướp đang chạy lên đường Felisa. Hãy cách xa theo dõi, nhớ đừng có nổ súng bắn nhau với tụi nó. Chờ lệnh của tôi. Qua bệnh. Sẵn vô đi. Chạy máu đi, chạy máu. Chạy máu đi, chạy máu.
Trở đầu lại. Bọn phỉ đồ đang đào tẩu trên đường Stanton. Thông báo cho đội phi hậu lập tức tới đây, hợp tác với tôi. Over. Đại ca, cảnh sát kìa. Chạy lui, lui mau. Nhanh lên. Nè, các anh em, nhắm nghe nha, đừng bắt bậy. Bắn chết mấy thằng cảnh sát này. Chạy mau. Sắp, rút lui đằng sau. Tìm kim hoàng. Bốn tên phi đồ bình đặt trên tay có cầm súng trường AK-47 và súng ngắn nhãn hiệu sao đen đã vào đánh cướp tiệm vàng này. Bây giờ ảnh chiếu trên màn TV là quá trình sự đánh cướp mà do hệ thống camera ở trong tiệm vàng này ghi lại được. Trong lúc bọn phi đồ đánh cướp thì ở hiện trường có một người đi đường đã dùng máy chụp ảnh chụp được hình dáng của một tên phi đồ. Tại sao tụi mình chạy đến đâu cũng gặp cảnh sát như vậy? Ráng chịu nha. Mày là kẻ phản bội. Đại ca, tôi bảo đảm không phải nó đâu. Nó mới là đầu tiên nhập vào bọn mình đó. Khi mở trong khám, tụi tôi là bạn thân với nhau. Nó không có bán rẻ tôi đâu, tôi dám bảo đảm mà. Đại ca, tôi còn nhớ trước khi xuất phát, nó đánh điện thoại đó. Tao thấy mày đánh đó. Không phải tôi đâu đại ca, không phải tôi. Tao chỉ thấy mày đánh thôi. Mèo à, tiểu tổ đặc biệt chuyên án điều tra. Thông qua máy thu hình kiểm soát thấy phi đồ dùng những súng AK-47 và súng ngắn sao đen. Theo dấu máu của bọn phi đồ để lại, hình như chúng nó chỉ bị thương một đứa thôi. Còn về loại máu AB, chúng tôi đã thông báo cho tất cả bệnh viện rồi. Căn cứ từ khẩu cung của những viên chức bị thương, họ đã dòng Triều Châu. Vậy là băng Triều Châu rồi. Diệp Quang là đầu sỏ, còn ba đứa khác phải điều tra. Biết rồi sếp. Làm sao điều tra? Con chưa biết. Vậy sao đã là ngon vậy? Diệp Quang chỉ kiếp bọn anh em tụi nó đi ăn cướp, phải phân thêm anh mới điều tra. Ngoài ra còn phải điều tra vô cớ bị mất tích hình lịch, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Làm gì? Học thư khoa hả? No sir. Anh đang chép gì? Dạ tôi đang chép bút ký. Vậy là anh muốn về nhà ngủ hả? Thưa sếp, anh ta là anh hùng ở Bộ Tài nguyên Diện Trời mà tổng bộ mới điều đến đó. Dạ phải. Ở Bộ Tài nguyên thì tốt rồi, ăn buổi sáng tôi giao cho anh nha. Anh phải giải quyết giùm tôi, mỗi ngày đều phải đổi món ăn, mà không tôi không diện trợ cho anh đâu. Má à. Dạ. Chủ tập thế nào? Còn chưa có tin tức gì. Có lẽ là tụi nó không phải lấy hàng ở Hồng Kông. Sếp à, ai tên là Tiểu Thập? Tôi đây. Còn sở quyền chuyên nhà hàng lậu đó. Cái gì? Thưa sếp, có chuyện gì? Như vậy? Lại kéo nữa cắn cờ. Nếu không bắt hết bọn khốn nạn này thì tổ này vĩnh viễn không giải tán được. Chuyện gì vậy? Lại có đồng nghiệp bị chết nữa rồi.
Nè, mau lên, cố gắng, come on, cố gắng, Tony, Tony, đứng lên, mau lên, ấy da, ấy da, anh làm tôi tức chết đi, ấy da, Tony à, thiệt tình, đã bị thương hại người ta nữa. Sếp à, chuyện gì? Anh ta đúng lúc quá, nè, cứu mạng tôi nha. Đợt thứ tư mua số 3, hạng nhất 1,000 đồng, mau lên, còn không đi. Sếp còn chưa đưa tiền tôi. Tới làm gì không đem theo ngàn à? Tôi chỉ mang theo 500 thôi. 500 cũng được, mua về đây rồi trả lại cho anh. Về mau đi. Yes sir. Hey, sắp đưa đợt khác rồi. Hey, giờ coi chừng không kịp. Hey, giờ có 500. 500 thì 500. Hey, trúng 500 cũng đỡ. Để coi. Sao cô lại ở đây? Bạn của anh Sáp có gọi điện thoại cho tôi, nói là anh đã bị thương, kêu tôi tới săn sóc cho anh. Bây giờ anh ở đâu? Tôi đâu có biết, nhưng mà anh nói là sẽ trở lại đây rất anh. Nhưng tôi nghĩ là chắc là anh không có trở lại đâu. Cô biết tôi đang làm nghề gì không? Trừ đầu xe cho người ta. Sao cô còn tới đây? Bạn của anh còn nói là anh kêu tôi tới đây đó. Tôi nằm đây bao lâu rồi hả? 1 tuần lễ rồi. Ở đây có điện thoại không? Không có. Alo, tôi là tổ trưởng Dương này, ai kiếm tôi đó? Tôi là Mèo đây. Anh bây giờ đang ở đâu? Anh đừng hỏi tôi ở đâu, bây giờ xếp lý ra sao? Bây giờ còn đang ở trong phòng cấp cứu, về sau tôi sẽ là cấp trên trực tiếp của anh đây. Bây giờ tôi xin anh nói rõ cho tôi biết tình hình hiện tại của anh như thế nào. Tôi trúng 2 phát, xé một chút là mất mạng. Nhân lúc anh còn chưa bị tiết lộ, đừng để cho người ta bắt được anh. Sao lại bắt tôi? Bộ tôi là ăn cướp hả? Anh Mèo, anh có biết là anh đã vượt qua quy chế nằm dùng rồi hay không? Quy chế cái gì? Tụi nó kêu đi thì phải đi, chống cự lại được sao? Tôi cũng phải miễn cưỡng đi theo chứ. Anh đừng nóng nảy với tôi. Vấn đề là tụi mình dùng hết thời gian 2 năm, cũng chỉ là muốn bắt được Diệp Hoàng thôi. Lúc này không thể bỏ cuộc được đâu. Sau khi bắt hết tụi nó, tôi sẽ giúp anh làm nhân chứng bên tố cáo. Tôi làm thế nào để liên lạc với anh? Tôi sẽ liên lạc với anh. Alo? Alo? Anh Mèo. Cười gì? Không có gì, tôi không nói đâu. Tôi nói rồi chắc anh sẽ giận tôi đó. Có nhớ hay không, lần đầu tiên khi mà tôi quen biết được anh thì anh đã giúp tôi đuổi cái thằng nhiệt đồ đó, nhưng mà tôi thì là không ngờ được, thì ra anh cũng là một kẻ ăn cướp. Còn là ăn cướp lớn nữa, có sợ không? Đã khuya rồi, tôi còn phải trở về nhà, sáng mai tôi còn phải đi làm nữa. Tôi về nha. Cô khuya rồi, muốn người ta nhiều đồ nữa hả? Chờ sáng mới về nha. Vậy tôi ngủ ở đây. Tùy. Anh Mèo à, tôi sao lại như vậy? Muốn ngồi thử không? Tôi không biết lái đâu. Tôi dạy cô. Anh Mèo à, tôi rất là muốn biết có phải anh kêu anh Sáp kêu tôi tới đây hay không. Chắc là vậy. Tôi thì không hiểu tại sao con cũng sợ tôi chúng nào vậy. Tại vì tôi cũng giống như anh vậy, rất là sợ gặp cảnh sát. Tôi từ ở qua lục dục đi xuống dưới đây. Ở Hồng Kông tôi không có bạn bè đâu. À, cô muốn lợi dụng tôi làm bạn bè hả? Thì anh nói cái gì kỳ vậy? Quay quay, cẩn thận, có chuyện đúng xe đó. Đấy. Ê, sao cô lại vậy chứ? Anh à,
tại sao lại không có trở về nhà? Chờ anh sao? Chờ anh. Tôi nghĩ chắc là anh ta không có trở về đây đâu. Ở trên đời đâu có bạn bè nào tốt như vậy. Cô thì sao? Tôi làm bạn với anh không phải là vì tiền đâu. Tôi hỏi tại sao cô không trở về nhà? Tại sao lại hỏi như vậy? Thẩm vấn tôi hả? Sao tệ quá vậy? Anh phá quấy tôi. Ngày mai tôi sẽ về nhà coi xét ra sao. Cấm cái đít của anh đó. Bây giờ mới trở lại. Tôi tưởng anh chết rồi chứ. Đi đi, để hẹn với tiểu tập lấy hàng rồi. Bây giờ? Không được à? Hả? Được. Vậy thì đi đi. Ồ, cái đầu của anh. Vô thay áo đã. Cho tôi được một lần nhìn hoa dân đầu ngõ. Một lần nhìn hoa. Sao lỗ lăng quá vậy chứ? Ui, cô đâu rồi? Quà đang luyến ái với nhau hả? Đại ca đâu? Anh kêu tôi tới lấy hàng trước. Khi mà chia tiền rồi thì thiếu đi tiết mục. Đi đi. Hẹn gặp ở đâu hả? Nói đi. Hả? À, chim sao chửi? Ê nè, đứng lại. Đứng lại. Đừng có chạy nha. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cảnh sát đánh người ta kìa. Đứng lại. Đứng lại. Đừng có chạy nha. Đứng lại. Đứng lại. Bây giờ mua hàng nhất trang nhiều, mua hàng nhiều trang ba. Còn nói là quán quân kỳ sĩ nữa. Đồ khốn nạn. Thế nào? Hả? Anh ta đánh người. Tao đánh mày đâu, đừng có chung quanh cảnh sát nha. Cảnh sát đánh người kìa, đánh tôi đó. Cái anh bọc này đánh tôi kìa. Mày ăn cắp cái bóp của tao, mày muốn chết hả? Tao đưa mày về bóp. Báo cảnh sát giùm tôi đi. Về bóp đó. Cảnh sát đánh người kìa. Đã khoan đã, tất cả yên lặng đi. Chết luôn. Sát đây nè, yên lặng đi. Yên lặng. Cảnh sát đánh tôi đó. Tất cả yên lặng đi, về sợ cảnh sát. Quên bà, anh có thể làm chứng chuyện này. Về bóp với tôi. Được rồi, tôi tham gia bóp làm chứng, không sao đâu. Được. Đi. Quầy, không muốn rời khỏi nơi này à? Hồng Kông không có thuộc gì mình nữa đâu. Bọn cảnh sát bây giờ đang lùng bắt tụi mình đó. Ở trong tù thì hai đứa mình đã nói với nhau rồi. Nói là ra ngoài phải làm ăn lớn. Bây giờ làm xong rồi, còn nói là mua quần áo đẹp thì cũng đã mặc hết rồi. Mà mày còn muốn vào trỏng ngồi nữa sao? Hả? 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 Đâu phải. Nhưng mà cái gì? Tôi mặc đại. Điện thoại cho ai vậy? Anh hỏi làm gì? Muốn gọi coi đó hả? Tôi điện thoại cho cô Lệ, muốn gặp cô một lần. Mày nói không thích người ta mà. Tôi có nói sao? Mày uống rượu say mày không còn nhớ nữa, để tao gọi giùm cho mày nha. Điện thoại số mấy gì nói cho tao biết đi, tao giải quyết giùm cho. Anh đừng cua khổ nha. Tao không có làm như vậy đâu, đừng lo. 111-28-6019. Ừ, được. Mèo đây. Kêu cô lập tức đến pha dược từ xoay cùng. Mày phải nói cho tao biết, nói đi. Hả? Đánh tôi nha. Mày giỏi thiệt hả? Còn không chịu nói. Nói đi mày. Nói đi. Nói đi mày. Chịu khai hay không? Hả? Có chịu khai hay không? Nói. Đừng đánh tôi. Chết đi. Nè. Đừng đánh tôi. Khai hay không mày? Đứng dậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Đừng đánh tôi.
Làm gì mà la rụng đây vậy? Cảnh sát đánh mày, cảnh sát nào đánh vậy? Ai đó? Anh đánh nó? Anh đánh nó hả? Tôi đâu có đánh nó. Cảnh sát nào đánh mày? Có một người mang đồ ni lông trang bị như người nhái đánh tôi đó. Đồ khốn nạn. Ban đêm 12 giờ trong văn phòng cao cấp ở Trung Quỳnh, mày dám nói với tao có một cảnh sát mang đồ lặn còn đeo kiếm lặn nước vô đánh mày? Mày nói không ai tin đâu. Chắc mày điên rồi đó. Nếu tao đem mày quăng xuống đường nói mày tự sát thì sẽ có người tin. Tôi muốn nghiệm thương. Nghiệm thương kìa. Nghiệm thương hả? Nghiệm thương nữa không? Tôi muốn nghiệm thương. Ném thằng này xuống đường. Nè nè nè, các người làm gì đó? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Đi. Quê quê các anh biết rồi không nghe thấy gì sao? Người ta chịu nói rồi kìa. Để tôi nói. Nói đi mày. Khốn nạn. Anh Sáu có liên lạc với tôi, nhưng mà sau đó trở về đại lục làm thương mại, đến khi tôi trở về đây thì không gặp anh ta nữa. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Anh Sáu lại là huynh đệ băng Triều Châu đó. Bây giờ ở đâu? Tôi thì không biết mà. Đừng có gạt tao nha. Sếp à, tài liệu của tổ tình báo đã chuẩn bị xong, mình ta lấy lúc nào cũng được. Coi chừng nó. Thiếu gì con gái cho mày chọn. Không được đâu. Mày chờ đến nỗi ngủ không được cũng có đây đó. Tôi muốn khuyên cổ. Thôi đừng có khuyên gì nữa. Anh Sáp, tụi đi đi, tụi mình đi về đi. Đi. Đi đi. Đi. Đừng mà. Mau lên đi thì người ta không có chờ tụi mình đâu. Đi về đó. Không để tôi điện thoại cho cô một lần nữa nha. Để chút đi. Còn không đi thì thuyền không có chờ tụi mình thì nguy hiểm lắm đó. Đi. À, Thành à, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi nha. Dạ. Ok, đi đi. Nè, có duyên phận thế nào cũng gặp nhau mà. Ê, được được. Đi. Đi. Ui, nè. Cô lập tức điện thoại cho sếp Dương, nói là anh Mèo và anh Sáp tới bên tài xế cùng. Khi ông lập tức đến. Hả? Nhớ nha. Nhớ rõ đấy. Nghe tôi nói chưa? Nói gì mà lâu vậy? Hay là dẫn cổ lên trển luôn đi. Cô ta cũng từ trển xuống đây mà. Cổ diệt biên xuống đây. Anh cũng kêu cổ trở về trển. Cô không đi thì tụi mình đi, sắp đến giờ rồi kìa. Đi. Anh Mèo. Nhớ những lời tôi nói nha. Hả? Chờ 5 phút nữa mà nó không tới, tôi sẽ đánh bể đầu nó. Lên tới đại lục rồi, định làm gì đó, anh Sáp? Uầy, tất nhiên là tìm cách để mà hưởng thụ rồi. Ở trên có thiếu gì gái đẹp? Huynh đệ của tao đều ở trên hết đó. Chú tao là cán bộ cao cấp, lên đến trên là tao đi ngang đi ngược cũng được nữa. Tao biết mày không có thích đại ca của tao, nhưng mà không sao, mày ở chung với tao mà. Tụi mình hợp tác với nhau sẽ vui sướng đó. Anh Sáp à, anh khờ thiệt đó. Cây súng của tao còn khờ nữa nè. Khốn nạn này, bây giờ mới tới. Tôi bắn chết cái thằng khốn nạn này. Đừng bắn tôi mà anh Sáp, xin đừng. Bắt tao chờ mày. Xin lỗi nha, tại tôi uống quá chén ngủ quên thôi. Anh Sáp à, xin lỗi nha. Xin lỗi nha anh Sáp. Cảm ơn anh Sáp. Mèo, xuống đây. Ngồi vững nha. Ê, tôi mắc đái, mắc đái quá. Gần lại, đái cái đã hả? Wow, hả lại mắc đái nữa à? Đái rồi nè. Đái lại lên ca.
đứng yên. À, nè, đừng có giỡn nữa nha. Tôi bắt anh. Hả? Tôi không phải chơi với anh đâu anh Sắp à. Thì ra mày phản bội. Tôi không phải là kẻ phản bội. Tôi là mật thám. Mật thám? Mật thám con mẹ mày à. Tao coi mày như huynh đệ thân mật. Sao mày đối xử với tao như vậy hả? Mày bắt không có được tao đâu. Trừ phi mày bắn chết tao đi. Anh Sáp đừng có làm bậy nha. Nổ súng đi. Tôi lấy mạng anh. Lấy mạng của tao à? Bắn đi. Bắn tao đi. Đồ phản bội. Bắn đi. Anh Sáp à, theo tôi về bốt đi. Anh Sáp, anh sao rồi? Anh Sáp, ráng lên nha anh Sáp. Ráng lên nha. Anh Sáp. Anh Sáp, ráng lên. Tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện. Ráng lên nha. Ráng lên. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ráng lên. Mèo à, mày không phải là cảnh sát. Mày còn nhớ hay không? Mày với tụi tao cùng nhau đi đánh cướp. Số tiền đó mày cũng có một phần mà. Mày là ăn cướp. Mày là ăn cướp. Mày là ăn cướp. Mày là ăn cướp. Ráng lên nha Sáp. Sắp tới bệnh viện rồi. Sắp đến rồi. Sắp ráng lên nha. Sắp tới bệnh viện rồi. Anh Mèo. Anh Mèo à, nó xảy ra chuyện gì? Anh Sắp. Tôi kiếm không có được xếp Dương. Số điện thoại mà anh cho tôi, người ta nói là ông đã đi nhóm họp ở Trung Quốc rồi. Chờ 5 ngày nữa mới trở về. Anh Mèo à, anh Sắp đã chết rồi hả? Thưa sếp, thi thể đó là thằng Kê Toàn nhận ra là thằng Sáp. Manh mối ở trên mình nó chỉ có một cái hộp quạt ở trong ba rượu thôi. Sếp à, xin lỗi nha, tôi bị kẹt xe cho nên tới trễ. Anh nhanh một chút có được không vậy? Dạ. Lần nào cũng vậy. Anh Mắt, anh đi với anh Minh đến ba rượu có manh mối gì không? Biết rồi sếp. Anh Mèo, anh đừng có buồn như vậy có được không? Anh không có làm việc gì có lỗi với ai đâu. Cho tôi nên anh... Tôi nữa có được không? Tôi không muốn cô đi theo tôi. Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Tôi không phải là đi theo anh đâu. Tôi chỉ coi anh như là bạn thân nhất của tôi thôi. Tôi không thể có bạn đâu, cô biết không chứ? Cô ở Hoa Lục chắc cô không hiểu đâu. Mời về. Về đi. Cô chịu về không chứ? Về đi. Về đi.
Đi vô đi. Kê Tuyền, có biết người này lại không? Có lẽ bạn của thằng Sáp. Tôi có gặp nó một lần rồi, nhưng mà tôi không có thân với nó lắm. Biết nó làm nghề gì không? Đậu xe cho người ta. Ở khu nào? Hình như ở Chim Đông đó. Chúng ta phải điều tra tất cả cho đậu xe có quan hệ với băng Triều Châu ở Chim Đông. Anh bên đi coi MBISS, xem hết lai lịch của bọn nó. Yes sir. Nói sao? Phải rồi sếp. Phải lên lẹ nha. Dạ biết. Làm được không đó? Tất nhiên được rồi, tôi chuyên môn nghề này mà. Sao lộ quá vậy? Được rồi, sắp được rồi. Sếp à, kiếm được rồi. Nói tôi nghe coi. Hà Chí Dũng, biệt hiệu Con Mèo, năm 1989 gia nhập cảnh đội. Năm trăm nè. Không cần thưởng đâu, bổn phận tôi phải làm mà. Trả tiền các ngựa lại cho anh đó. Ai thưởng cho anh đừng có hiểu lầm. Cảnh sát đang truy nã một người đàn ông Trung Quốc tên là Hà Chí Dũng. Phát ngôn viên cảnh sát nói rằng tên tù truy nã Hà Chí Dũng này hoài nghi dính dấp đến vụ án mạng giết người đàn ông Trung Quốc ở bến tàu Xoay Công hôm trước, và dính dấp đến vụ án cầm súng đánh cướp tiệm vàng ở Đồng La Loan hồi 2 năm về trước. Tại sao anh truy nã tôi chứ? Thằng Giáp không phải bị anh giết sao? Tôi chỉ muốn bắt nó thôi. Tôi chỉ là tự vệ, đâu muốn giết nó chứ. Lần này anh nhất định phải bắt cho được Diệp Hoàng, bằng không thì không đỡ tỏ được cho anh đâu. Ngoài ra, tổ điều tra đặc biệt đã biết được lai lịch của anh rồi. Tôi biết lai lịch của nó thì được rồi. Biết tôi là cảnh sát thì đừng có truy nã tôi. Muốn ép chết tôi hả? Anh phải biết là chỉ có tôi mới có hồ sơ của anh. Nếu có tin tức của Diệp Hoàng, phải lập tức thông báo với tôi nghe rõ không? Tôi hy vọng là tổ điều tra đặc biệt đừng có quá bám chặt anh Mèo. Cái vụ án này quan trọng như vậy, làm sao nới tay được? Bám được đứa nào hay đứa đó. Anh là nhân viên của chúng tôi. Nếu bị tiết lộ ra ngoài thì manh mối bắt Diệp Hoàng sẽ bị cắt đứt. Thưa sếp, vụ án này rất phức tạp, tôi khó giải thích với đồng nghiệp. Sếp Dương, biết đâu là anh Mèo gia nhập vào bọn chúng, chia nhau không đồng điều rồi giết lẫn nhau. Anh làm gì bảo đảm không có xảy ra những gì như sếp Lương mới nói? Dù trà trộn đối phương cũng không nên giết người như vậy đâu. Sếp Dương không thể không hiểu chứ. Dù sao cũng mặc kệ, tổ điều tra đặc biệt chúng tôi có đủ tin tưởng, không bao lâu sẽ bắt được Chi Quang và thằng Mèo về đây. Sếp Dương, đến khi đó anh lấy lời khuyên của nó thì sẽ biết được chân tướng. Tôi mặc kệ các anh điều tra thế nào cũng được, tóm lại cái vụ án này tôi không có muốn bất cứ ai mà làm cho sở cảnh sát bị rối loạn hoặc bị ảnh hưởng đến danh dự. Understand? Sở trưởng nên làm gì? Nhất định phải bắt cho được Chi Quang, còn vấn đề khác thì anh phải giải quyết đi. Anh lấy văn kiện vô cho sếp đi. À, tình hình tiến triển tới đâu rồi vậy? Xin bác à, tổ trưởng ngủ rồi. Lấy vào trộn đi, không có sao đâu. Đi đi. Chuyện gì? Thưa sếp, tôi lấy được một phần văn kiện cơ mật này, trong tay có một người bạn. Tất cả là chữ anh, muốn làm khó tôi phải không? Nè, đọc tôi nghe đi. Sếp à, đây là văn kiện cơ mật đó. Ở trong tổ này tất cả đều là anh em của mình, có bí mật gì mà không nghe được? Phải rồi, đúng. Đọc tôi nghe đi, nè. Dạ. Hành động này của ta là phải bắt cho được Diệp Hoàng, và cũng đã đặt ra kế hoạch trà trộn vào đối phương, gọi là nằm vùng. Nhưng mà nghe nói kế hoạch trên bây giờ đã giải tán rồi, và tất cả nhân viên tham gia này đã trở về cương vị làm việc. À, phải làm gì chứ, ok. Tiếp tục theo dõi cho đầu xe, chờ đến khi nó xuất hiện, điều tra đội tiêu cẩu có phát hiện gì nữa không? Vậy, anh biết tụi Nam Dùng lĩnh lương thế nào không? Vấn đề này tôi không từng hỏi qua. Điều tra của bọn Nam Dùng lĩnh lương có phải đóng thuế không? Nếu khỏi cần đóng thuế thì tôi với anh đi Nam Dùng như người ta. Phải. Sếp à, trà trộn vào đối phương nguy hiểm lắm đó. Bọn điên rồi sao? Mỗi ngày tôi với anh đi ra đi vô không có cần nguy hiểm hay sao? Làm việc đi. Yes sir. Anh này thật là ngây thơ quá. Anh ra ngoài làm việc đi. Biết rồi sếp. Anh đang suy nghĩ gì đó?
anh nhất định phải bắt được Diệp Quang. Em giúp anh. Em giúp thế nào? Em giúp anh bắn tin ra ngoài, nói là anh có việc muốn nói rõ với nó. Thế nào đó cũng tới kiếm anh. Không bắt mớ tiền, sao em lại giúp anh? Tại vì anh là người bạn thân nhất của em. Lục xét coi. Wow, chờ cái gì đây? Wow, cái thằng này cũng là tổ cờ bạc ha. Quê, sẽ mắc anh đi đâu vậy? Đi ra, tránh ra đi. Em ra ngoài chút đi. Sẽ mắc, mời ngồi. Nè anh Tường à, làm sao mới kiếm được thằng Mèo? Thằng Mèo hả? Tôi cũng đã kiếm nó lâu rồi đó. Nếu như anh kiếm gặp nó, làm ơn nói cho tôi biết nha. Anh em, lấy hết đồ đạc lên xe, mau lên. Dạ. Dạ. Quê quê, nè anh Mắc, cần gì phải làm như vậy chứ? Có gì thương lượng nhau đi. Nè nè, uống đi rượu trước đi. Anh có thấy Kê Tuyền không? Không thấy. Tôi có việc quan trọng muốn lập tức gặp mặt anh ta. Anh để ý giùm tôi nha. Gặp ảnh tôi gọi cô. Vậy được, cảm ơn. Không có chi. Xin hỏi anh có gặp Kê Tuyền hay không? Kê Tuyền hả? Cả tháng không gặp ảnh đó. Có chuyện gì? Anh làm ơn nói cho anh biết là anh Mèo muốn gặp Diệp Quang đó mà bàn chuyện. Được rồi, khi nào gặp ảnh tôi báo cho anh nha. Cảm ơn anh. Cô hai, chúng tôi là bọn xám đây, hoài nghi cô dính dấp trong một nghi phạm. Xin mời cô về giúp đỡ điều tra. Quê, tiểu Mèo kìa. Anh Mèo, mau chạy đi. Đứng lại. Mèo, chạy đi. Đứng lại, chạy. Anh Mèo, đứng lại, chạy đi. Chạy nha. Đứng lại. Đứng lại. Anh Mèo. Đứng lại. Đứng lại. Nha. Ê. Đứng lại. Đứng lại, tiểu mèo đang chạy. Đứng lại. Mèo à, đứng lại. Anh còn chạy bắn bể đầu đó. Nhảy xuống mau. Từ từ qua đây. Đừng có giở trò nha. Anh không cần nói gì hết. Về sở cảnh sát rồi nói. Về sở cảnh sát rồi nói với nhau. Còng tay lại. Tôi không về sở cảnh sát đâu. Anh có tư cách gì nói với tôi? Tôi muốn bắt Diệp Quang. Sau khi tôi bắt được nó, tôi tới sở cảnh sát kiếm anh. Tiểu Mèo, đừng có chạy nha. Tiểu Mèo, xuống đây mau. Xuống đây, anh chạy tôi bắn anh đó. Nè, Tiểu Mèo, đứng lại. Đội trưởng. Đứng lại, đừng có chạy. Đứng lại. Sếp à, tại sao không bắn nó? Để cho nó chạy thoát vậy? Tôi không ngó thấy gì hết. Không thấy gì hết. Thông minh đó. Nếu cô không nói cái ổ của thằng Diệp Quang ở đâu, tôi sẽ đưa cô về Đại Lục. Tôi không biết. Tôi thì là không biết anh đang nói cái gì. Còn giả bộ nữa. Cô có biết anh ta đã đánh cướp và giết người không? Không phải vậy đâu. Anh là cảnh sát đó. Hôm mà giết chết anh sát, chính anh kêu tôi đi điện thoại cho sếp Dương. Nhưng mà tôi kiếm không được sếp Dương. Sao cô nói không quen biết nó? Nếu nó là cảnh sát thì cô càng phải hợp tác với chúng tôi. Bởi vì chuyện này đã tiết lộ hết rồi. Bây giờ nếu cảnh sát thấy anh ta sẽ nổ súng bắn ngay đó. Anh phụng lệnh đi bắt Diệp Quang mà. Vậy cô biết Diệp Quang là ai không? Chỉ một mình anh ta rất là nguy hiểm đó. Nếu cô muốn giúp anh ta phải nói anh ta ở đâu. Tôi kêu các anh em đi giúp anh. Tôi không có tình cảnh sát các anh đâu. Tôi đâu có biết các anh có phải gạt tôi hay không. Các anh chỉ muốn bắt ảnh để mà giao cho cấp trên thôi. Cô có biết anh ta bây giờ rất nguy hiểm không? Nếu mà Diệp Quang nhanh hơn chúng tôi kiếm được ảnh thì sẽ bắn chết anh ta rồi. Tôi không biết đâu. Các anh để cho tôi yên tĩnh một chút có được hay không? Cô hãy suy nghĩ đi. Sếp Dương thả cô gái ra nha. Cô gái nào đây? Cái cô bị sếp mập bắt đó.
Không bắt mới tới cổ, tại sao bắt cổ chứ? Không thể nó trả là trả được đâu. Sẽ là phó sở trưởng mà. Ok, chuyện này để tôi giải quyết cho. Nhưng tôi cho anh thêm 10 ngày thời hạn. Nếu vẫn không có gì tiến triển thì tôi sẽ bỏ rơi anh. 10 ngày? Tôi hoài nghi là sẽ bỏ rơi tôi. Alo? Cảm ơn cô. Anh là ai? Trước khi vô sao không gõ cửa? Tôi là Trịnh Minh Quấn, tổ đặc biệt điều tra đây. Tôi có một việc không rõ, đến đây xin sếp Dương chỉ dạy. Tôi với anh không thuộc một cơ quan. Có việc gì kiếm sếp Lưu cấp trên của anh đi. Cái gì đây? Tôi hỏi người nhà của sếp Lý lấy về đây. Anh cho tôi xem làm gì? Tất cả nhân viên cảnh vụ khi vào học đường đều có làm một tài khoản trong ngân hàng để lãnh tiền lương. Rồi sau đó có điều đi bộ giao thông cũng mặc, đi bộ trọng án cũng mặc, thậm chí đi nằm vùng cũng mặc. Mỗi tháng sau khi lãnh lương đều có giấy biên lai gửi về cho chúng tôi. Anh không phải đến đây xin tôi chỉ dạy mà là chỉ dạy tôi đó hả? Vậy trong mấy năm nay mỗi tháng sếp Lý đều lấy giấy lãnh lương hai phần. Một phần là ta lãnh, còn một phần nữa là lãnh cho PC25723. Tên của PC723 là Hà Chí Dũng, biệt hiệu là Con Mèo, là một phạm nhân mà chúng tôi truy nã. Tôi nói có đúng không? Theo quy chế, anh không có quyền hỏi đến chuyện này. Đây là di vật của nhân viên chúng tôi phải lấy lại. Còn nữa, tôi sẽ tố cáo anh với cấp trên của anh. Nội bộ cảnh sát không có quyền tra hỏi hoặc tiết lộ thân phận của người chỉ điểm, bởi vì bảo vệ sự an toàn của bản thân họ. Nhưng mà lần này có phải che giấu sự xấu xa các anh không? Im họng. Bây giờ thằng mày không phải là cảnh sát, là tội phạm truy nã. Vậy bây giờ tôi bắt nó. Anh có bản lãnh thì bắt nó đi. Get out. Yes sir. Sếp Trịnh. Chuyện gì, chuyện gì? Cô này là ký giả của tạp chí Song Châu. Hôm nay cô đến đây để lấy tin tức về hai tên thủ phạm bị truy nã là Diệp Quang và Tiểu Mèo. Chuyện này đến hỏi sếp thì rất là thích hợp. Cô ta là cháu gái của sếp Lưu đó. Sếp Trịnh, hai người nói chuyện với nhau đi nha. Sếp Trịnh, thế là cô tới đây cho tin hả? Để tôi nói với cô nha. Cảm ơn sếp. Đừng nói cho ai biết. Đợt thứ nhất mua con số 3, đợt thứ hai thì đừng mua con Goldini. Bởi vì con quẹt ra đợt thứ 3 thì mua. Tôi muốn lấy tin tức về hai tên tội phạm truy nã. Cô qua đây. Thằng cướp này tội ác tày trời, nó chết chắc rồi đó. Bọn tụi nó thiệt là rất hung hăng. Còn thằng cha này hồi trước làm cảnh sát, bây giờ có thể trở thành ăn cướp. Nhưng có lẽ bây giờ anh ta giả đầu hàng chưa chắc là ăn cướp đâu. Nghe tôi nói nhưng đừng có giết bậy bạ nha. Anh sao à? Ở đây có nhiều tiền như vậy, nếu tụi mình chia đều nhau thì sướng biết mấy chứ. Mày điên là sao? Đừng có nghĩ bậy nha. Mèo à, sau khi chia tiền rồi mày trả lại cho trùm dây đi nha. Nếu không đủ tao trả giùm mày. Anh trả giùm tôi khỏi trả lại cho anh sao? Không sao đâu. Hai đứa mình là anh em với nhau mà. Tiền bạc có gì đâu, xài hết rồi thì mình đi kiếm nữa. Anh sắp à? Anh có nghĩ tới giải nghệ không? Giải nghệ? Nếu mà tất cả anh em đều giải nghệ thì tao cũng giải nghệ. Anh sắp! Xin lỗi nha cô Trịnh, chúng tôi điều tra không có mới gì tới cô. Cô về đi. Sếp à? Sếp. Chuyện gì? Y Dũng mới báo cáo là vừa kiếm được thi thể của Tiểu Mèo ở Sài Gòn, còn có người phát hiện tung tích của Dì Quang ở gần đó nữa. Tập hợp tất cả quân để xuất phát. Lại đã chết rồi. Anh Mèo, anh mau chạy đi. Bộ cảnh sát nói là họ không có tra ra được anh là kẻ nằm vùng. Họ còn nói cho dù anh là kẻ nằm vùng, anh giết người ta, anh cũng phải bị ở tù đó. Dì Quang tới rồi. Có cơ hội tụi mình chạy nha.
Em Lệ. Thằng phản bội. Anh Mèo ơi, chạy đi. Tao lấy tiền trả lại cho tao. Anh Mèo, anh mặc kệ em, anh mau chạy đi. Mày bỏ qua tao sao? Đồ khốn nạn, qua đây. Còn chạy hả? Ra đi. Ra đi mau. Thằng phản bội, mau lấy tiền ra đi. Tao sẽ trả con nhỏ đó cho mày. Chịu đây không? Sếp, có lệ dưới kia kìa. Hình như gặp nguy hiểm đó. Làm việc. Tất cả phải bình tĩnh. Xem xét lại xuống ống. Tôi nhắc lại lần nữa, tụi này không phải là phỉ đồ tầm thường đâu. Hành động. Sao mày còn chưa chịu ra đây? Anh Mèo, anh mau chạy đi. Mày bỏ rơi con nhỏ này hả? Diệp Quang, thả cô ra. Kêu tao thả cô ra hả? Anh Mèo, anh đừng có lừa cho em. Chết đi kia. Có thơm không? Thơm lắm đó. Ra đây mau. Ra mau đi. Ra đây mau. Con nhỏ này bị đốt chết thơm lắm đó. Mèo à, mày nỡ lòng bắn nó sao? Ra đây đi. Tao sao lại cho mày. Ra đây. Con nhỏ lại đây. Cô nhỏ lại đây đi. Xin lỗi sếp. Diệp Quang, chạy đi đâu? Diệp Quang, có giỏi ra đây bắn cho tao đi. Hồi nãy mày quay phong lắm mà. Hả? Sếp Mập, đi ra đi. Ở đây không biết nổ lúc nào. Tiểu Mèo, chúng ta tới giúp anh đây. Đi ra đi. Một dòng lớn của mày gọi làm sạch chứ. Sếp à, anh nói là chỗ này sẽ nổ không biết lúc nào. Chết đi. Đừng giữ tao. Đừng, đừng, cứu tôi với. Cảnh sát đâu? Cảnh sát đâu? Tôi đây nè. Đừng, đừng, đừng bắn tao nha. Đừng. Cảnh sát đâu? Cứu tôi với. Ui, sếp à, ghê gớm quá đi. Tay chân của nó dính ở trên vách tường kìa. Hai tay nó bị nổ tan hết rồi.
Sao anh biết? Chỉ có hai đứa không thể chạy thoát nữa sao? Sao vậy, nổ tan hết rồi mà còn chạy thoát được sao? Lần này thành công bắt được tội phạm truy nã số 1 Diệp Hoàng, đã đào tẩu 2 năm, bị tình nghi là làm nhiều vụ án quan trọng. Có thể nói là một lần hợp tác thành công giữa tổ hành động và cảnh sát chúng tôi và tổ điều tra tội ác, và cũng là một cuộc chiến thắng mà chúng tôi quyết tâm đả kích những tội trạng nghiêm trọng. Nhưng mà các ông còn chưa có bắt được một tên tù phạm truy nã khác là Tiểu Mèo. Bây giờ nó trở thành mục tiêu truy nã số 1 của cảnh sát chúng tôi rồi. Tôi với sếp Dương nhất định hợp tác thành công một lần nữa. Chắc chắn là như vậy. Nghe nói Tiểu Mèo hồi trước từng làm cảnh sát phải không? Và tài liệu của kẻ bị truy nã này, bây giờ xin mời tổ trưởng Trịnh của chúng tôi sẽ giải thích với các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, sếp Trịnh. Nói đi. Tên thiệt của phỉ đồ là Hà Chí Dũng, còn biệt hiệu là Con Mèo. Nó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và hung ác. Nó bị tình nghi dính dấp đến một vụ đánh cướp bằng súng ống và một vụ ám sát. Hôm nay cảnh sát chúng tôi có thể giải thưởng 1 triệu đồng để truy nã tội nhân này. Xin hỏi cô, văn phòng của sếp Dương ở đâu vậy? Anh quẹo qua bên kia kìa. Cảm ơn. Vậy tôi cảm ơn nhà, ok. VC25723 đã hoàn thành nhiệm vụ bắt Diệp Quang. Ngồi im nha. Để hai tay lên bàn. Anh có biết bây giờ anh đang làm cái gì không? Càng làm càng nghiêm trọng. Bình tĩnh lại đi. Tại sao tôi là tù phạm truy nã số 1? Tại sao? Tiểu Mèo, thật ra anh cũng đã hiểu rõ luật lệ nằm vùng rồi. Anh đi đánh cướp, đi giết người. Tôi đã báo cáo tình trạng của anh lên cho xã Lục Chánh biết hết rồi. Tôi muốn giúp anh đó. Khốn nạn, muốn hại tôi hả? Tôi muốn xem hồ sơ nằm dùng của tôi. Mau đứng dậy đi. Mở tủ đi. Hồ sơ của anh không có ở đây. Muốn gạt tôi hả? Tôi không có gạt anh. Nghĩa là gì? Hả? Các anh có nghĩ tới tôi không? Tôi nè, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao hả sếp? Tự thú. Nói thêm một lần nữa đi. Được rồi, đó là mấy anh ép tôi. Vậy lưu lên đây đừng có làm bậy nha. Làm bậy. Trong vòng 10 phút tôi không thấy sở trưởng cảnh vụ gì ký giả, tôi sẽ ném anh xuống đường ngay. Đừng chĩa súng vô đầu tôi nha. Vậy tất cả bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi, đừng có làm bậy nha. Đứng yên, tất cả bình tĩnh, đứng yên đấy nha. Ôi nè, đừng có làm bậy nha. Đứng yên nha, đừng làm bậy, đừng có làm bậy nha. Đừng làm bậy đó, đứng yên nha. Nè, đứng lại đi, đừng có làm bậy, đừng có làm bậy nha. Ôi nè, ôi nè, nè nè nè, làm bậy, tránh ra, tránh ra, tránh ra đi, tránh ra, tránh ra, tránh ra đi, không tránh ra. Đừng vô trò nha, tôi bắn chết ảnh bây giờ. Không phải đi chơi đâu, tin hay không? Không tin thì làm thử đi. Tiểu Mèo, anh làm vậy không có ích gì đâu. Không có ích gì hả? Nè nè nè, sếp Trịnh còn nhớ tôi không? Nghe nói ở Trịnh có Tiểu Mèo tù nhân bị truy nã.
Tại sao anh ta lại dám trở về sở cảnh sát? Có phải có chuyện gì bí mật hay không? Tôi cũng muốn biết vấn đề này. Nè sếp à, nếu có tin tức gì nói với tôi nha. Cô làm ơn hợp tác với chúng tôi đi. Tiểu mèo, vô ích thôi, anh chạy không thoát đâu. Tôi không nghĩ đến phải bỏ chạy. Tôi muốn tất cả mọi người biết tôi là cảnh sát, đích thân bắt được chị Quang. Người ta tin anh hay sao? Cho nên tôi muốn gặp chị giả. Dù cho anh là cảnh sát. Không phải cho dù gì tôi là cảnh sát. À phải rồi, anh là cảnh sát, nhưng anh không nên đánh cướp, không nên giết người. Tôi rất là khó giải thích với người ta đó. Sở trưởng đâu? Tại sao giờ này chưa đến? Có phải là không tin tôi bắt chết anh không? Các người cứ nghe tôi nói không? Đi kiếm chuyên gia cố gắng kéo thời giờ lại. Nhớ đừng có cho khí giả lên trên này. Yes, yes sir. Tổ trưởng đến rồi. Sở trưởng, tôi yêu cầu vụ này để tôi xử lý. Anh lại. Tôi là Trịnh Minh Quấn, tổ trưởng tổ điều tra trọng án. Theo dõi đã lâu, nó là phạm nhân của tôi. Ok, anh làm thử đi. Thank you. Nào, ráng đợi 10 phút nữa. Nếu mà không có kết quả thì bắn bỏ đừng có tha. Yes sir. Chuẩn bị. Sếp bà đừng có giỡn chơi nha, thằng đó loạn trí rồi đó, nó điên. Cầm đi. Đừng bước tới, tôi bắn chết lên ngay bây giờ. Tiểu mèo, đừng làm bậy nha. Không phải tôi muốn gặp anh đâu anh mập. Anh đừng có xúc động, anh đừng quá căng thẳng. Tôi lên đây là để nói chuyện với anh, để chứng tỏ tôi có lòng thành. Tôi không có đem súng đâu. Nè, xem kỹ đi. Anh có biết lần trước tại sao tôi thả anh chạy không? Bởi vì dựa vào trực giác tôi tin anh là một cảnh sát. Anh thật tình muốn bắt Diệp Quang. Có gì đâu chứ, anh cũng biết vậy. Giúp được cho tôi sao? Anh Mập có hiểu không? Bây giờ cả sở cảnh sát định bỏ rơi tôi. Dù anh muốn nói cái gì cũng được. Dù sao cũng có người cao cấp hơn anh. Nói anh nói bậy nói ba thôi. Nếu như anh muốn giúp cho tôi thì anh kêu tất cả cái giả lên đây để tôi tiết lộ bí mật. Anh đã nói bọn họ bỏ rơi anh rồi, làm sao cho anh gặp cái giả chứ? Không cho gặp thì chết chung. Tiểu mẹ, anh hãy bình tĩnh. Nếu anh bị chết như vậy thì sẽ bị gán tội phạm truy nã số 1 cả đời, vĩnh viễn không rửa được đâu. Tất cả những việc làm hồi trước của anh đều uổng công vô ích như giả tràng xe cát. Và cái chuyện quan ước này sẽ rơi xuống biển vĩnh viễn không ai biết đâu. Phải đó tiểu mèo. Phải cái độc của mày. Đừng đánh nữa, tôi làm quan tin. Anh Mập không sợ chết sao? Sợ chết thì tôi không đứng đây nói chuyện với anh đâu. Ok, anh qua đây. Thấy chưa, anh Mập cũng là cảnh sát nữa. Còn anh hả, chỉ là nhân viên công vụ. Anh Mập quả thật can đảm. Tôi tin anh là cảnh sát, anh không thể bắn tôi đâu. Khó nói lắm. Tôi cũng không muốn đánh cướp chỉ giết anh sát đâu. Với cả bạn gái của mình, họ là bạn thân nhất của tôi. Tôi hiểu tâm tình của anh. Anh để súng xuống đi. Có chuyện gì mình nói với nhau. Bây giờ hoàn cảnh như vậy anh cũng biết khó giải quyết lắm. Anh ta bán rẻ tôi. Hiểu lành, anh tính sao hả? Tất cả chuyện này tôi có ghi âm lại. Ok, tôi tin anh, nhưng mà anh cũng phải tin tôi. Anh để súng xuống, tôi sẽ tận sức lấy lại sự công bằng cho anh. Anh dùng bộ xe lông, tôi sẽ tiết lộ vụ này. Tôi tin anh. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng.
Tiểu Mèo, Tiểu Mèo. Xin lỗi anh. Sếp à, anh này thật là điên khùng mà. Bây giờ tâm tình sếp không có được vui đó. Làm chung với nhau lâu vậy vẫn còn như vậy à? Hả? Sếp vừa nghe nói tù phạm truy nã số 1 lần này là cảnh sát phải không vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Cô đã nói nó là tù phạm truy nã số 1 rồi, thì làm sao có thể trở thành cảnh sát được chứ? Trong sở cảnh sát của chúng tôi vốn không có cảnh sát như vậy đâu. Đồ khốn nạn, mày nói lắm. Ôi trời ơi, ơi dạ đạo quá. Đúng vậy, khốn nạn. Sếp Trịnh, chân tướng của cái vụ này sếp có thể nói cho tôi biết được hay không? Chân tướng cả vụ này ở trong băng này đi. Đây là bản hiệp nghị thư đi Nam Dùng. Anh xem cho kỹ rồi hãy ký tên nha. Ok sếp, tôi tên là cảnh sát Hoàng gia không gạt tôi đâu. Văn kiện này chỉ ở trong tay của tôi và sếp Dương cấp trên của tôi thôi. Còn nữa, thân phận của anh chỉ có tôi và sếp Dương biết. Yes sir. Nếu lần này anh có thể hoàn thành nhiệm vụ thì là một sự quang vinh. Tôi nhất định bắt được chị Quang. Sếp, sau này gặp tôi nhớ đừng chào nha hả? Sorry sir. Được rồi, anh ra ngoài đi. Ráng là một nhân viên cảnh vụ, không phải là cảnh sát. Yes sir.